Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình sẽ gửi đến anh em một chiếc video về một dòng sản phẩm khá là hiếm hàng của Omega, phải nói là cực kỳ hiếm hàng thì đúng hơn. Sản phẩm này của Omega có tên là Omega Speedmaster Racing. Tuy nhiên là nó sẽ có thiết kế là cuối đời Racing và nó sẽ có hơi lai một chút so với dòng sản phẩm mình thấy khá là giống dòng Speedmaster Moonwatt. Thì với chiếc này thì mình mua được, đây là chiếc đầu tiên và rất là may mắn nó full box đầy đủ hộp sổ thẻ. Đây là hộp Omega đời đầu các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có 3 thẻ đi kèm. Các bạn có thể nhìn thấy những cái tag này vẫn nguyên này. Đấy. Đây, cả cái tag dán này còn nguyên. Sản phẩm này thì sẽ có mã là 3552.59.00. Đây serial number của sản phẩm. Và chúng ta sẽ có ngày mua, date mua ở đây là 26 tháng 2 năm 2006 đó. Và cái đại lý mua thì cái này là đã mờ hết rồi. Nói chung là từ 2006 bây giờ là cũng 15 năm rồi các bạn. Thì nó cũng mờ là đúng thôi đó. Tuy nhiên là dòng này thì rất là hiếm ha. Và thực sự là anh em để mua sưu tầm thì dòng này thì mình nghĩ là cũng là một trong những cái dòng mà anh em đáng sưu tầm. Vẫn có chuẩn chronometer các bạn nhé. Cho nên là chúng ta sẽ có đây. Những cái đời trước thì nó Omega nó chưa có cái chuẩn gọi là Master Chronometer, cho nên là nó sẽ có một cái thẻ là Chronometer như này. Quay trở lại với chiếc đồng hồ của chúng ta thì chiếc đồng hồ này là một chiếc Omega Speedmaster Racing. Và thực sự là nó có một cái kiểu dáng mình nghĩ là rất là đáng chơi. Và nó sẽ không lỗi mốt. Với cái dòng này thì các bạn nhìn qua nó sẽ tưởng như là một dòng Omega Speedmaster Moonwatt nhưng mà lại sử dụng máy auto các bạn ạ. Đấy là cái đặc điểm hay của dòng racing này. Đó. Các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta sẽ có một cái mặt dial được mô tả theo dạng carbon. Và chiếc này rất là hay một cái là chúng ta sẽ có những cái cọc số của chúng ta. Thì phần viền cọc số của chúng ta thì sẽ là những cái màu đỏ. Và rồi chúng ta có chữ racing này cũng có cái màu đỏ như vậy. Chúng ta sẽ có logo là Omega Speedmaster Automatic Chronometer Racing. Nó ghi rõ luôn dòng racing ở đây. Và các bạn có thể thấy ngay ở đằng sau đấy nó sẽ có dòng chữ racing. Đó. Kiểu dáng thì rất là tuyệt vời. Một chiếc size 42mm. Kiểu dáng giống y hệt dòng Omega Speedmaster Moonwatt. Và Omega sản xuất dòng này có với máy auto để đáp ứng nhu cầu của người dùng khi mà họ không muốn sử dụng máy cót tay của dòng Moonwatt các bạn nhé. Đó. Các bạn có thể ngắm nhìn rất là kỹ những cái mặt dial của chiếc này. Chúng ta sẽ có 3 sắp dial được làm với cái màu ghi xám hơn. Và mặt dial ở phía dưới của chúng ta được làm hoàn toàn bằng carbon các bạn nhé. Với dòng racing thì làm mặt dial bằng carbon là chuẩn rồi đúng không? Phía ngoài này thì chúng ta sẽ có một cái niềng là niềng tính tốc độ tachymeter. Và niềng này còn rất là mới, đẹp. Niềng này là niềng nhôm và được sơn. Cho nên là các bạn thấy là độ mới của chiếc này rất là tuyệt vời. Kính sử dụng trên chiếc này đã sử dụng đó là kính sapphire dạng glass box rồi và hơi cong nhẹ một chút. Với cái kính này thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm tránh được những cái vết xước của chúng ta. Và với chiếc đồng hồ này thì nó vẫn còn nguyên đầy đủ. Cho nên là các bạn có thể thấy là khi mình bấm chronograph nó chạy luôn này. Và dòng racing này thì đã có column wheel rồi, cho nên là chronograph của nó phải nói là rất là nhẹ nhàng luôn. Đó. Ở góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có một ô lịch và ô lịch này có nền màu đen với chữ trắng nổi bật luôn. Đó, chúng ta sẽ có là kim dây chính của đồng hồ thì ở góc 9 giờ, còn tại góc 3 giờ và 6 giờ là chronograph phút và giờ của chúng ta. Đó. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có hai cái núm chronograph và một núm chính. Và đằng sau thì các bạn sẽ thấy ngay biểu tượng là Omega Speedmaster và dòng chữ racing ở đây. Serial number đầy đủ vẫn còn nguyên ở góc này và đúng với serial number trên cái thẻ của chúng ta. Sợi dây đi kèm là gồm 3 chỉ và chỉ giữa của chúng ta sẽ có xuất hiện thêm hai chỉ bóng để phân biệt. Và toàn bộ phần dây của chúng ta thì sẽ được làm hoàn toàn với dạng là phay xước khá là đẹp. Chúng ta sẽ có một cái khóa và khóa gập của dòng này thì cũng có luôn cái logo biểu tượng racing của nó. Đó. Với dòng này thì các bạn sẽ rất là hiếm có khó tìm tại Việt Nam các bạn nhé. Cho nên là các bạn cân nhắc khi mà chơi chiếc này. Đó. Các bạn có thể thấy rõ luôn là khi mình trên tay này rất là tuyệt vời. Và mặt dial của nó thì phải nói là rất là phê luôn. Với chiếc này thì bên mình có cái mức giá khá là tốt là khoảng 75.900.000. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc Omega Speedmaster Racing này
Chiếc này sử dụng bộ máy là Omega 3301 các bạn nhé, có 33 chân kính, có 55 giờ tích cót và 28.800 tần số động. Những cái thông số rất là tuyệt vời cho một chiếc đồng hồ Omega. Anh em nếu có nhu cầu về chiếc Omega này thì có thể liên hệ bên mình. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.